Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ tại Hoa Kỳ. Hai người cô đơn hai người cô đơn đi chợ nè. Tính đi ăn buffet, nhưng mà bà cụ nói thôi. Bà cụ nói thôi đi buffet, tôi bữa nay lễ lọc rồi, thôi ở nhà ăn. Và đi chợ mua gì ăn đây đó, thấy chưa? Một người con gái trẻ ngoài tuổi 80 mà tay đua tốc độ. Xe tốc độ. Trong khi một người trẻ như tôi lại không biết lái xe, quê quá. Quê quá. Bà cụ lái xe, mình thì lại không biết lái xe, ngồi sau giờ quê quá, quê quá. Tại không chịu ngồi trước, tao sợ sức bèo. Thành ra hôm nay là ngày lễ tại Hoa Kỳ, ngày lễ lớn, lễ tạ ơn thưa quý vị. Bữa nay là tất cả ai cũng tập hợp về gia đình, cho nên đường xá nó rất là vắng thưa quý vị nha. Đường xá vắng tanh nè, tại vì ai cũng ta cũng tập trung ta. Một số người thì giờ này còn ngủ á cụ ha. Không, bữa nay làm ta vậy, ta nấu ăn. Vậy nấu ăn cũng tanh là thấy không đó. Thành ra hai người, một người già, một người sòn sòn đi chợ. Bà già thì lái xe, còn người sòn sòn thì ngồi trên xe, không biết lái xe. Cái gì vậy? Một tàu quả nó qua hả? Dạ, tàu quả nó chạy, nó đỏ đèn đó thầy. Đó, nghe quý vị thấy chưa? Mình nhìn chút rồi. Chút. Không phải tàu quả, cái này là cái xe điện. Xe điện đó. Xe lửa điện. Anh nhìn thấy không? Xe lửa điện. Đường xá không có xe. Bữa nay mình chạy đã ghê, chạy có mình à. Ta đâu có đi chợ đâu. Đó, cây cối nó rụng tùm lum ta lạ. Mùa thu rồi. Mùa đông. Mùa đông rồi. Cuối thu sang đông. Cái gì nó kêu vậy cả? Dạ. Không biết cái cửa nào con đóng không kỹ hay sao? Tôi đóng kỹ rồi nha. Cụi thắt bên cụ đó. Không phải. Hết chưa? Cái beo. Cái dây thắt cái gì? Không có, cái beo không thắt nè. Hết rồi, sao hết rồi? Đó. Thấy chưa, đi chợ bữa nay đi chợ mua gì ăn ta? Bữa nay tôi đi mua tôi đi mua canh, mua khoai lăng, khoai mỡ về để ăn, còn rau ôm á. Nấu canh khoai mỡ ăn, chủ nhật nấu canh khoai mỡ ăn cậu. Ở với chủ nhật này khổ qua kho khô. Ở ngoài cái chợ Phú Lanh á. Đậu là nó bán đồ chai gì mà có tàu hũ chiên đồ nó để trong cái bịch. Hôm đó mình không biết mua, bây giờ mình biết rồi mà lại cho nó kiếm là biết được. Mới chở ông Tàu á ha. Đó, mà cụ thấy mà cụ lái xe đã không? Đó. Con biết rồi. Cái gì? Sao con nó tung không? Sao? Hả tung? Sợ thì hàng chi về cái ghế trên cái gì đó là thôi, mà cô lái xe đã không? Mình không có xích cái beo cái ghế đó đó, nó tung. Đó, cái cối vắng te. Ở Mỹ là nó khác Việt Nam ấy quý vị nghe. Ở Việt Nam thì ngày lễ thôi tập trung ra đường, còn ngược lại ở bên Mỹ ngày lễ tập trung ở nhà hết trơn. Thì tụi nó nhà ăn nhà chứ không ra đường. Rồi nay là quán cũng ế nữa hả? Không biết quán có mở cửa không nữa. Mình đi đại. Dạ. Quán này không mở, mở quán kia. Đi chợ mà, đi quán. Đi tiệm. Đi chợ, dạ. Yeah. Không có xe mà nó cũng đèn xanh đèn đỏ lâu quá, chạy luôn đi. Nay là cậu nói cậu chị tổng thống. Không được. Bà nói gan khi nói chị tổng thống. Không có xe mà phải đậu chờ vậy đó. Mấy đứa nhỏ hôm nay má theo
thấy không có xe mới quẹo đại à. Má không có ngừng bán stop. Cũng má nó chụp mà nó gửi giấy gì để ý gì đó thầy. Dạ. Mà thấy không, các chị thấy thường thường cái đường này đông xe mà bữa nay vắng tanh. Dạ không biết tới đó coi. Có không? Không phải. Không, cái chỗ này nó trộn xi măng. Đổ xi măng nó làm đó. Ở còn trước nữa đó hả? Trước nữa là gì ta? Tại vì nó tưng tay qua. Ủa gì hả? Trái gì đó. Nghe ngồi khét á. Không lẽ xe trái. Nghe ngồi khét nghẹt á. Mà thấy không, mình nghĩ tuổi lớn tuổi mà lái xe đã không, mà lái vô vậy đó, mà thấy không đó. Các chị thấy không, thấy đường xá Mỹ chưa đó. À, nói bà cụ, thấy bà cụ lái xe đã không? Cụ lái xe mà tôi cầm cái cây mà nó rút vít vậy, chứ không phải tôi cố tình rút vít nha. Tay đua tốc độ đó, rồi tay đua tốc độ rồi đó, thấy chưa? Đó, tay đua tốc độ đó, thấy không? Em bé mới 82 à, ủa hai ta, ở cái gì trái? Trái gì á? Không biết nó xe trước nữa, coi. Ừ. Đó, thầy thấy không có xe trước à. Nó làm gì mà hay nó hết nước hết sâu. Nó phun khói nó mới sai này. Đó, đường bốn lên đàng hoàng. À, nãy chú trời à. Trời này nè thầy. Dạ. Trời này nó bán đồ nhiều lắm nè thầy. Dạ. Trời này nè, anh con có giặt thầy đi lần không à. Dạ. Hồi nãy thấy chú Long đồ mới nhắn tin, Đỗ Long, chú Đỗ Long mới nhắn tin cho thầy, nhưng mà thầy đang live stream nghe. À, bảo thôi thầy trả lời lại cho. Chào hết tất cả đệ tử Phật tử. Nó nghĩ nè, chợ này bên đây nó đang đóng cửa đó, chợ Thích Tha nó đóng cửa đó. Chợ Thích Tha nó đóng cửa. Chiếc to này nữa nè thầy. Dạ. Các chị thấy bữa nay lễ cho nên ai cũng ở nhà ăn lễ hết, cho nên đường xá nó vất và vắng. Ở cái gì cũng à, nó không chạy hả? Trời ơi, sao từ từ bây giờ đó. Thấy chưa, thôi bà già lái xe đồng đó. Không bóp kèn cho nó đi, chứ nó không đi á. Thì cái đường kèn xanh rồi mà nó không chịu chạy. Nó không chạy thì có mệt, nếu nó chạy thì nó có mở cửa rồi thầy. Dạ. Yeah. Bà cô tính đi về Việt Nam chợ này hả? Chứ không phải đi chợ kia hả? Không, bà không đi chợ kia. Bà chợ này cũng được, dạ. Rồi chợ này hả? Đi chợ kia đi. Dạ, cũng được, muốn đi chợ nào cũng đặng hết á. Chợ này ít người quá. Dạ. Bữa nay thứ năm á thầy. Dạ. Bữa nay thứ năm á. Đồ về hả? Hàng về. À, chạy gieo thấy Phật cụ chạy ô, cái chào thầy á, cái chào thầy á. Gieo Phật cụ lấy xe gieo. Hôm nay ở bên này thì trời tương đối ấm thưa quý vị. Ấm được cho tới ngày Chủ nhật.
Chủ nhật thì thứ ba, bắt đầu thứ ba tuần sau lạnh rất là dữ. Cái ngày thứ ba nó có thể xuống âm độ Việt Nam. Ngày thứ ba nó xuống âm 4, 5 độ Việt Nam luôn. Còn bây giờ thì khí hậu tương đối rất là mát, cho nên đi không có cần choàng khăn, không cần áo ấm. Nay khí hậu mát. Trời chuyển mưa mà nó nóng nha. Nóng nhưng mà gọi là mát, nghĩa là nó hai gì, trời chuyển mưa, trời mưa là nó mát là lạnh, nhưng mà ngược lại chắc cái này nó nóng cho nên nó bốc hơi bay lên đó. Không mưa hôm thì không mưa lớn lắm à. Dạ. Rồi, đi vô chợ Việt Nam, giờ phải mang cái mặt vô cái đã. Phải mang cái mặt vô cái đã. À, không. Mình tại nó nhiều quá giờ nó bắt tâm cái miệng. Mang cái mặt. Mang nó muốn ngợp thở vậy đó. Trời ơi, con nằm nhà thương mấy ngày nó bắt con mang ngủ cũng mang. Con đóng cửa con lại kín mít, con cho vô bác sĩ lại khó cửa con mới lại vô đi. Nó mấy con y tá hỏi con gì chứ, nó đóng cửa chút được không? Tụi nó không, đóng hết đi. Con sợ ở ngoài mình không biết người ta bệnh là không nghe thầy. Ui, người ta vô cái mà ngộ nó không có cho, mỗi lần ở nhà thương nằm nó cho vô thăm đồ đàng hoàng. Bây giờ biên một tên một là một tên một đó thôi chứ không được hai tên. Cái thằng rể con nó đưa con vô mà xin vô thăm. Ra một phòng là mấy người cô? Hả? Trong bệnh viện giờ phòng nằm mấy người? Phòng người. Ở sang vậy đó. Dạ. Chứ nó không cho nằm chung xà lai hả? Đang đi chợ Việt Nam. Có thấy rồi. Cũng có mấy người thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiếc xe, 7 chiếc xe. Là chị tổng thống mà. Rồi mang mát đi. Thấy không, cây cối lá vàng hết rụng hết. Rồi đi vô chợ. Đi cậu, để xe cậu. Đó. Rồi giờ mạnh lắm. Cậu để xe giùm đi. Nè. Thầy ơi, con còn hộp sầu riêng ở nhà. Muối hả? Thầy ăn con kìa lại thầy hai muối. Thôi. Một hộp ba muối ạ. Con mua một hộp đó 10 cái thứ sầu riêng xanh đó là 13 đồng. Dạ rồi đi tới. Rồi. Mua đậu phụng 2 đồng một phao. Về nấu ăn cụ ơi, kệ đi. Trời Phật cho ăn được ăn đi, để mà mốc chết khỏi ha. Nó bán với 1 đồng mấy một cái á. Cái gì? Dưa leo. Dưa leo không có hộp nè. Đó nè, ở Mỹ 2 đồng mấy, ở đây có 9 cent à.
Mua cái gì ăn bây giờ đây? Anh nè, mua cái cúc phai. Rồi, 5 đồng một phao lần cụ ơi. Phai mỡ nè. Nó hơi mắc quá. Nó đó. Phai mỡ của Mỹ đó. Mắc quá. Trời ơi, rau răm bây giờ bữa nay nó mắc nè. Có khi mình trồng, hôm trước mình trồng cả đống. Mắc rồi. Mua đường phèn. Đường phèn đâu rồi? Mua đường phèn. Mua thấn, mua hạt điều. Đâu rồi cậu? Vâng, sao đi? Cậu ơi! Hả? Ủa, cô về cô làm kim chi nữa hả? Nhà không còn, không còn mua còn, chưa xài. Con mua dư ở nhà còn. Cũng chưa có xài. Con mua bịch á. Ừ. Con đổ dưới cái hộp kìa. Con đặt mấy giờ ngồi. Nó đường phèn, nó kiếm đường phèn đâu rồi. Đường phèn mà vàng. Đường phèn mà vàng á, nó đỡ độc. Đâu có đường phèn đây nè. Mà đường nào giờ nó cũng độc hết, nó mà phải ăn thôi. Mua đường vàng nếu chủ nhật tôi nấu chè cho mấy bạn. Nấu cho nó. Nó chứ nó cũng là bạn bè ở nhau không á. Đó, đường phèn. Bạn bè với nhau không đó. Kem. Thôi không ăn kem đâu, trà lạnh ăn kem nó viêm họng. Mắc quá, mà nó mắc quá. Mắc kem từ Mỹ. Dạ, đường thùng, dạ. Không có nhà nhiều lắm. Dạ có thưa cụ. Mới chơi dầu hào. Dầu hào chai đâu, vegetable đâu. Vegetable. Cô mua đi. Mua rồi, thầy cũng con ăn đâu có hết đâu. Vegetable rồi, thì dầu hào. Cái Phương ăn phở còn. Nước mắm chai. Nước mắm chai đâu rồi? Nước mắm chai. Đi quên em mới. Không phải, đi quên em mới kiến. Hồi xưa nhớ cái nước tương Tam Thái Tử á, ngon ha cũng ha. À bây giờ sao á. Trời ơi, tôi nói cũng nghe tôi thèm lá cách. Mình thèm cho đã rồi, ăn được con nấm rồi ngán gần chết. Có gửi qua rồi hả? Gửi qua rồi, quán không? Không, con không biết ăn đâu. Trời ơi, nó ngán. Rồi sao hồi thôi. Muốn ăn mà tới chừng ăn được con nấm mà nó ngán gần chết luôn. Này hồi xưa nhớ cái Tam Thái Tử này ngon lắm nè. Thôi giờ sao giờ thiệt. Ăn gì cũng vậy là sao á cụ ơi. Nước mắm đậu nành kìa.
Nó đó. Đó, đó, đó cái chai bự đó. Nhưng mình không nấu thơm. Nước mắm bằng khóm, nước mắm khóm nó thơm nó đâu rồi. Nước mắm chai mà nó bằng là bằng khóm rồi nước mắm chai. Chợ này nó... Thôi ghé chợ kia tốn nữa, cô đi chợ thôi. Nhưng mà ghé chợ cái bãi ta nó đấu ai đi chợ đừng mua. Cái này gì đây? Đậu xanh. Quên nữa, sai đậu nành đó, mình bỏ đậu xanh vô nấu cũng ngon lắm á. Mà ở nhà còn hai mấy bữa nay quên. Đi cụ, đi cụ. Đó. Đúng rồi, chợ Á Châu rồi tử. Chợ có người Hoa. Nay bà cụ, đi cụ, nay bà cụ chở thì đi. Đó, tôm cá hồi tanh lắm, cá hồi tanh. Đi ngang chờ. Hai. Đó, đồ chai đây. Đồ chai đây. Mua mì căng. Để dành xào xả ớt. Nếu bữa. Mì căng. Chị nó đâu có, nó chào mình đó. Dạ. Yeah. Mua về làm cá cho mấy đứa điện tử. À, này đồ mặn. Đồ chai có nhiêu đó à. Nè kho của cụ đủ hết trơn nè, đâu cần Việt Nam gửi qua đâu cụ. Bây giờ bên đây đủ hết trơn nè. Đâu cần Việt Nam việc gì. Nha. Yeah. Con bây giờ ước kiếm cái dao mà cho thiệt bén. Không mà, có dao bén mà dao mai. Không có xài gì, thời gian nó lục nhất. Dạ, yeah, chứ. Tao nói đâu ai đi chợ đừng mua. Bắt gì đây thầy? Dạ. Nước mắm khóm nè. Đâu, này đâu phải nước mắm. Nước tương. Nước gì không biết, rượu bia gì đó. Có biết đâu, trời thôi không biết tiếng Anh thôi. Khóm nè. Sau ấy gì đó. À, gì đó. Khóm á. À, gì thôi kệ đi thôi, không biết tiếng Anh thôi. Nhưng mà trái hay mặn. Trái. Cái này ở trên này nè, nhưng mà. Nó chai hay mặn đi coi nó có chữ vegetable không? Tưởng mắt có thấy đường ở đâu? Thôi nó đâu đây, đâu đây, đâu chủ vegetable đâu. Sao gì, thôi, thôi, không biết rồi, thôi đi. Không thấy, không thấy đường. Bởi giờ có mắt mà giờ như không, chán quá. Quên đeo, quên đem kiến rồi. Đi tiếp cụ ơi. Cái này nè, hồi xưa nhớ mình làm bánh đúc ở dưới quê, mình làm bánh đúc là cái này sắn nè. Nhưng mà giờ nó bự quá à. Có cái nhỏ nữa thầy. Không có đâu. Giờ bữa nào qua đi mình mua cho tôi cái nhỏ để sắn bánh đúc. Nó bự chán à. Trời ơi, cái gì cũng sắm hết đó. Nhưng mà giờ không sắm thì không có xài, khổ vậy đó. Cái này chưa nhớ đâu, đủ là mắm tép ha, chứ quê á. Rồi đủ là mắm tép nè. Không, bây giờ có cái đầu bào mộ. Ừ, không, hồi đó là bào cái đó không đó. Thấy vậy nhớ quê hương. Có con nếp, à, có nếp không? Nếp không lâu rồi trời, đâu có con nếp đâu. Sao mà hồi đó nhớ quê mình để gạo nàng hương hả?
Nàng Hương bây giờ nó không giống ta hồi xưa nghèo á. Trà đây nè, vậy mà không đi kiếm không đau nó không có nè. Không hút nè. Đó. Chào ông chủ. Hai. Có hai mình nó nghe. Mình nằm ngon nằm ngon. Dạ. Thôi để mua mà. Mua mấy trái bưởi giờ cúng mà bưởi nó cũ rồi chứ. Không, mua giờ chưng cho nó lâu cụ. Ừ, mua bưởi xanh đi ha. Giờ chưng cho nó lâu. Để bằng Phật hả, để bằng Phật kêu không. Ba trái, ba bốn trái. Dạ. Không, ba trái. Cụ nói sao? Tạ Tân Đồng 59 phao lần cụ ơi. Bữa Tân Đồng 59 phao lần. Bữa giờ mình mắc đâu rẻ đâu. Không, chân ngồi chân 4 trái, 13 trái dưới, trái trên. Thôi kệ đi, cúng hạt mà tiếc gì. Không, cái đó nó khô. À, cô hỏi là cái này chai hay là mặn? Mặn hả? Tại vì cái rong biển này mình nhớ mình đi vô. Mà mấy nó có để nước mắm đồ không thôi. Nâu đất sốt, nâu nâu sốt. Ít lục lạnh nâu, ít tình. Thôi đi. Nâu đất. À, được rồi. Chai á này. Thôi mà có dầu quá, thôi đi, cuộc thôi đi. Rủi không trúng, mất đâu không. Từ từ rồi mua nữa. Ớt mua cà phê hả? Chưa, tính từ từ đi, mà tính đi tôi coi. Chưa đủ đâu. Ô, con cá, con heo. Dạ, chào một chút, đang đi lựa đây. Đang đi mua đậu phụng da cá. Còn răng thì cứ ăn. Để mà muốn ăn không được. Chờ đi mua đồ ăn giặt. Dạ. Rồi tôi xong rồi nè, tôi ra liền. Rồi. Cụ tính luôn thì phần của cụ vô luôn đi, tôi trả cho thuộc. Chút. Mua rong biển về cuốn cá.
Sushi, sushi, sushi. Đây thêm này nữa, thêm này nữa. Cô tính hát đi cậu, riêng tư chứ. Sushi, sushi. Không được rồi, tôi trả cũng được. Mua cái dưa cải rồi làm dưa cải á. Rồi. Xong rồi đó thì các vị đi chợ Việt Nam thôi. Mau mau ra đi. Mau mau ra khỏi chợ để rủi bệnh dịch đồ. Nó bởi vì đi về đâu cũng sợ hết trơn á. Không biết cái con quỷ corona nó ở đâu. Biết ở đâu bắt nó hết đem á. Nó cái giật giật đó. Nè. Nó không phải bịt mũi hết rồi. Rồi, thôi chào quý vị nghe. Cho quý vị biết cái được sống ở Mỹ một chút vậy đó. Đi chạy vậy đó. Nay bà cụ rủ bà đi ăn buffet. Mà bà không chịu, bà rủ đi chợ. Thôi. Nghe. Nâng ơi. À, đi chợ mua đồ ăn giặt vậy đó, đó thấy không? Đường xá. Cô mở ơi, tao bỏ cho. Rồi, cô đi đi, lên xe đi. Lên xe đi. Quay cái đầu lại. Dạ, để tôi làm. Nó mua cây dưa cải về. Dưa cải. Không đi thôi à. Phải đi thì phải mua. Đố ai đi chợ đừng mua đó. Mua 4 trái bưởi. Về cúng Phật. Cụ về cô làm kim chi nữa hả? Dạ. Rồi thưa cụ. Rồi thôi chào quý vị nghe. Bây giờ đi về. Đi về.
Mô Phật rồi ra khỏi chợ an tâm rồi. Corona đừng có theo ta nha. Ai hãy nam mô Phật. Trời ơi, bao cái mặt nó muốn ngợp muốn chết luôn. Nam mô Phật. Rồi cái nước rửa tay đâu? Có đem nước rửa tay theo không cụ? Con quên rồi. Rồi sao về nhà rửa? Hả? Ô Phật. Không giấy này đâu có nhầm nhò gì đâu. Cái nước rất trùng rồi thôi kệ quá anh thôi. Không sao mà cũng đâu bọc gì đâu. Rồi thôi chào nghe. Giờ bà cụ đề ba cắt cánh gì đây. Về. Bye. Lấy xe cắt hai cái máy bay, hai cánh máy bay. Bye. Rồi về đó.